rồi những cái bước tiếp theo sau đó nó có thực sự suôn sẻ như vậy nữa hay không? Phải gập ghềnh chứ chị. Gập ghềnh chứ không thể nào suôn sẻ hoàn toàn được. Học một thời gian sau thì thầy em mất. Đầu tiên là bà ngoại mất trước, tới cái năm 2 là ngoại mất. Ngoại mất thì đã thiếu đi một cái người để chống lưng cho em học nghề này. Thì lúc đó cái sự chấp nhận của ba như thế nào rồi? Ba là giống như là xuôi theo bà ngoại thôi. Nhưng mà đợi tới khi nào mà em không trụ được nữa thì em buông, là em sẽ đi làm theo cái nghề của ba. À vậy là giống như ba tâm lý lúc đó là chờ cho cái ngày em buông thôi đó. Dạ đúng rồi. Ba em rất là kiên nhẫn. Ba em rất kiên nhẫn thiệt. Rồi bà ngoại mất, thời điểm đó thì em đang đi một cái phim là U67, phim đầu tiên của em đi luôn. Em đi khoảng tầm tháng rưỡi về, thì sau đó cỡ khoảng mấy tháng sau là tới thầy mất. Bắt đầu không có ai chủ nhiệm lớp em hết đó chị. Mỗi ngày đổi mỗi thầy. Nhưng mà thầy nào cũng giỏi hết, nhưng mà thầy rồi cô rồi lại thầy, rồi không có ai mà trụ ở đó hẳn hết. Đâm ra bài vở nó lộn xộn. Thứ hai nữa là giáo trình thì mỗi người mỗi khác. Tự nhiên cái em thấy trời nản quá à. Mà lúc đó em không có tiền đi học luôn. Không có tiền đi học luôn là lúc đó em muốn ngưng rồi. Hên sao thì mấy anh như là anh Tiết Cương nè, anh Hoàng Mập nè, rồi kêu em đi tấu hài. Thì cuối tuần là thứ bảy chủ nhật là mình tấu hài ở Suối Tiên với Đầm Sen thôi, buổi trưa thôi. Chúng em cũng chưa được đi buổi tối nữa, là cũng đỡ được cái tiền cho mình đó. Nhưng mà sao rồi em trụ cũng không nổi luôn. Thì lúc đó em nản quá em nghĩ luôn. Mà lúc đó em cũng đã đi quay, cũng mới đi diễn rồi. Thì cái tâm lý đi kiếm tiền của mình lúc đó nó rất là mãnh liệt. Thì em thiếu cái 5-3. Cái ngoại hình của em á thì nó sẽ bị hạn chế vai rất là nhiều. Dạ. Em sẽ không có nhận được quá đa dạng vai. Dạ. Ở lúc đó dụ như những cái show đầu tiên của em đến như thế nào? Được đi quay cái bộ phim đầu tiên là phim U67. Thật sự lúc đó em non lắm. Thời điểm đó là được đào tạo sân khấu khá là nhiều. Thì mình đang bị lọng cọng ở cái phần là vô diễn xuất chúng kính mà đứng vô che ống kính ngoài bị la chứ bộ. Bị la mà tâm lý con nít nữa, bị khớp. Mà cái lúc đó tâm lý nó hỗn độn lắm. Lúc đó bà ngoại mới mất. Giống như đi là một cái chỗ mà để em quên vậy đó. Về nhà là bắt đầu là phức tạp lại. Đi thì cảm giác là chắc bà ngoại còn ở nhà đó. Không nhớ bà ngoại hơn. Bà ngoại mất tới bây giờ là 18 năm rồi. Nhưng mà mỗi lần nhắc tới là cái cảm xúc em giống như mới ngày hôm qua chứ. Nói về gia đình mà có nhắc tới bà ngoại là cái cảm xúc em nó trực trào lắm. Tại vì bà ngoại không phải riêng là bà ngoại, mà bà ngoại giống như là má em vậy đó. Hồi nãy em kể cái câu chuyện mà ngoại đã đứng ra em gọi là chống lưng cho em, thì chắc chắn ngoại sẽ là người mà có cái sự ảnh hưởng rất nhiều. Dạ. Trong cả cuộc sống và cả trong cái tương lai của em lúc đó luôn. Nhờ ngoại mình mới đi được cái con đường này. Chị có biết không, thời điểm mà em đi diễn được á, mỗi lần mà em lên sân khấu em diễn không còn bà ngoại để bà ngoại coi mình nữa. Mà tới bây giờ luôn, mỗi lần mà mọi người thì chắc có lẽ là quen em với lại cái gọi là những cái vai diễn hay là những vai lẳng, những vai độc, những vai dữ dằn hoặc là ngờ ngợp chút xíu. Nhưng mà mọi người biết không, em rất là thích được tham gia những cái chương trình hát cải lương, hát cổ nhạc, nhất là chương trình Vầng Trăng cổ nhạc. Tại vì mỗi lần em diễn á là em nhớ bà ngoại em. Tại vì đó ngoại em thích coi đó lắm. Cứ mỗi lần tới bây giờ luôn nè, em lớn rồi, em có gia đình, có con rồi, nhưng mà cảm xúc của em mình vẫn còn tiếc lắm. Tại sao mà bây giờ mình được như bây giờ, mình chưa gọi là một cái sao hạng A nhưng mà mình đã thành danh rồi, mình không còn cái người đó nữa. Luyến tiếc nhất của em á. Ta nhiều khi cũng muốn cho bà ngoại tự hào về mình, tự hào về cái quyết định của bà lúc đó là bà cũng đã ủng hộ mình. Mà lúc đó em biết là bà ngoại cũng gọi là thương em mà quyết định thôi, chứ chưa chắc là em đã thành công đâu. Gọi là thương mà chiều, chứ không phải là xác định được là con đường đó em sẽ thành công. Bà ngoại em có một câu gì nè, không biết tới lúc mày lên mày diễn tao còn sống không, em nhớ hoài câu đó luôn. Mỗi lần mà em đi diễn Vầng Trăng cổ nhạc mà khán giả mà tặng bông cho em là giờ em để em thờ qua trước. Không phải là ai cũng có một bà ngoại để mình nhớ về. Phải ai cũng có một cái câu chuyện như vậy để nó trở thành một cái neo cho mình đó em. Thỉnh thoảng trong cuộc sống nhiều khi mình mệt mỏi, mình khó khăn á, cũng có một ai đó, có một câu chuyện nào đó
để mình nghĩ về. Và nó vực cái tinh thần mình dậy.